có máy móc nhưng không thể sử dụng, thiết bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, trong khi người bệnh phải di chuyển đến một cơ sở khác để thực hiện các kỹ thuật hình ảnh. Đó là thực tế đã và đang diễn ra tại hai bệnh viện lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Vì sao lại có tình trạng này? Ngành y tế đã và đang vào cuộc chỉ đạo như thế nào? Thưa quý vị, thời gian qua thì đã có hàng nghìn bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khi được bác sĩ chỉ định kỹ thuật MRI hoặc là CT thì phải đi chụp nhờ các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh. Và thực tế thì sự lệ thuộc về phương tiện đi lại, thời gian thực hiện kỹ thuật như vậy thì đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của người bệnh cũng như là hiệu quả của công tác điều trị. Người bệnh này đã gần 70 tuổi, bị đau dạ dày và được chỉ định nhập viện ung bướu Nghệ An từ mấy ngày nay. Dù đau và mệt do phải nhìn ăn từ ngày trước đó, lại phải đeo thêm mớ dây rợ hút dịch lằng nhằng, nhưng ông vẫn phải gắng xuống ngồi đây từ sớm để chờ xe chở đi chụp CT tại bệnh viện quân y 4. Trong đi cả cái bệnh chụp cả rồi, cái điện tim thì chỉ qua nhưng mà cả rồi, nữa còn cái CT này phải đi bệnh viện lại, cho trong này mại họng hay rắn. Đó cũng là tình trạng chung của các bệnh nhân đã và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa hơn một năm rưỡi nay. Khi được bác sĩ chỉ định thực hiện kỹ thuật MRI, các bệnh nhân đều được thông báo để được chở sang Bệnh viện Quốc tế Vinh. Tưởng không, bây giờ tăng để nó đi nghe nó không, đi quốc tế. Bé tưởng có đi tỷ trong Primovemon cỡ vì con, chứ như nói con thì con ăn, chứ có lẽ 3-4 giờ mới về là nghe chủ đi nói ná. Ở bệnh viện đã giới thiệu sang bên bệnh viện bên ở chụp thì bác sĩ dẫn mình đi rồi, bác sĩ dẫn mình về chứ có bảo hiểm thì không phải trả, chỉ trả chứ hết á. Hàng ngày, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, số lượng người bệnh phải đi chụp nhờ kỹ thuật MRI thường quy rơi vào trên dưới 30 người. Còn ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bình quân mỗi ngày cũng có 3 chuyến xe vận chuyển người bệnh đi chụp nhờ CT. Việc chụp nhờ phụ thuộc vào đơn vị khác, không chỉ tác động đến tâm lý của người bệnh mà còn có thể ảnh hưởng đến cả tiến trình điều trị cho bệnh nhân. Các cái cơ sở họ cũng số lượng bệnh nhân cũng đông và họ thông thường cũng hay ưu tiên cho các cái bệnh nhân của đơn vị họ, thành ra là chỉ ưu tiên những cái trường hợp cấp cứu hoặc là cần thiết, rất cần thiết, thành ra là cái số lượng bệnh nhân phải chờ nó cũng tồn đọng cũng nhiều. Trước thực tế hai bệnh viện lớn của tỉnh là Hữu nghị Đa khoa và Ung bướu phải đưa bệnh nhân của mình đi chụp nhờ khi có chỉ định MRI hoặc là CT của bác sĩ, thì câu hỏi được đặt ra là do bệnh viện không có kinh phí để mua sắm thiết bị, vì sao có thiết bị mà không thể sửa chữa sử dụng? Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều trong thời gian qua. Vậy thực tế là như thế nào? Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, phòng máy MRI, điện vẫn sáng, điều hòa vẫn chạy 24/24 giờ hàng ngày. Nếu được sử dụng, thiết bị này vẫn có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nó đã bị vô hiệu hóa từ hơn một năm rưỡi lại này. Năm 2017 thì luật quản lý sử dụng tài sản công nhà ra đời cùng với cái nghị định một năm. Thì ngày 15 tháng 6 năm 2022 thì Sở Tài chính có cái công văn này là yêu cầu nhà là bệnh viện phải dừng tất cả các cái hoạt động trang thiết bị để mà liên doanh liên kết tại các đơn vị y tế công lập. Và ngày 16 tháng 6 năm 2022 thì bệnh viện đã phải dừng cái hoạt động của cái máy MRI này. Trong khi thiết bị MRI của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa có nhưng không thể sử dụng, thì tại Bệnh viện Ung bướu, thiết bị chụp CT đã bị hư hỏng từ lâu nhưng không thể sửa chữa cũng bởi lý do trên. Để phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị trong điều kiện thiếu máy móc, thiết bị y tế, giải pháp được các bệnh viện này đưa ra là ký hợp đồng, cắt cử nhân viên đưa bệnh nhân đi thực hiện kỹ thuật hình ảnh ở bệnh viện khác. Và dù được bố trí xe đưa đón, thanh toán chế độ bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng người bệnh vẫn không khỏi băn khoăn. Giữa chỗ ta trao đổi với nhau, cho bệnh nhân với nhau, cũng thắc mắc là cả một cái bệnh viện to nếu mà nó phải đi xuống dưới để chụp ung thư, không biết là đó. Ít nhất cũng phải có vài ba chiếc, cái chiếc này hỏng có chiếc này chiếc kia để mà thấy thế. Nhiều khi cũng cách bác sĩ đó với mẹ bác cũng có bác sĩ biết đường nào mà điều trị. Sự băn khoăn của người bệnh không phải là không có cơ sở, khi cả Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa và Bệnh viện Ung bướu đều là những bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ngày càng tăng cao và mô hình bệnh tật ngày càng diễn biến phức tạp, thì thực trạng này càng cần được sớm tháo gỡ.
Hơn 10 năm trước thì Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương xã hội hóa y tế. Theo đó thì nhiều bệnh viện công đã huy động nguồn lực từ cán bộ công nhân viên liên doanh liên kết với các đơn vị cung ứng thiết bị để đưa máy móc vào phục vụ cho công tác khám và điều trị. Lợi ích đưa lại cho người bệnh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên theo thời gian, quá trình triển khai thực hiện cũng phát sinh không ít những bất cập khi mà hàng loạt các sai phạm được phát hiện xử lý vào các năm 2021-2022. Cũng từ đây mà nhiều máy móc thiết bị thuộc đề án liên doanh liên kết các bệnh viện công hợp đồng trước đó chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết phải dừng hoạt động, trong khi việc mua sắm sửa chữa trang thiết bị cũng gần như đóng băng do những cái lo ngại về tính pháp lý. Do đó, nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu máy móc, thiết bị y tế phục vụ cho người bệnh, mà hai bệnh viện trên chỉ là những ví dụ điển hình tại Nghệ An. Để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 14, quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Trên cơ sở này, ngành y tế Nghệ An đã triển khai tập huấn cho tất cả các đơn vị thuộc ngành. Cùng với đó, lãnh đạo ngành cũng chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn chi tiết về quy trình hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện mua sắm một cách bài bản, đúng luật và kịp thời. Tính đến cuối năm 2023, toàn ngành đã xây dựng thành công gói mua sắm trang thiết bị cho 28 bệnh viện, trung tâm y tế với tổng kinh phí trên 237 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở cũng hướng dẫn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 24 máy móc, thiết bị y tế trị giá trên 24 tỷ đồng theo hình thức cá nhân, tổ chức cho tặng bệnh viện. Ngành y tế cũng đã tập trung tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị trong vấn đề xây dựng cái chủ trương mua sắm cũng như là xây dựng cái kế hoạch bám theo cái quy định của cái nghị quyết 30 cũng như là cái thông tư 14. Và theo đó thì ngành y tế cũng đã thành lập ra các cái tổ để hướng dẫn tháo gỡ các cái khó khăn trong cái quá trình triển khai thực hiện mua sắm tại các cái đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Tại Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An, hiện hai máy Spec City đã được phê duyệt chủ trương mua sắm. Trong đó, một máy trị giá trên 20 tỷ đồng vừa được bệnh viện hoàn thiện lắp đặt. Hiện các thủ tục thẩm định, chuyển giao kỹ thuật đã cơ bản xong. Chỉ chờ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất các danh mục kỹ thuật để thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh là đưa vào hoạt động. Từ tuần 6 thì cái hệ thống Spec City đi vào hoạt động và những cái ngày gần tiếp theo thì cũng nhiều các cái thiết bị sắp tới sẽ lắp đặt, ví dụ thiết bị CT và một số các cái thiết bị X quang kỹ thuật số. Thì sau khi mà lắp đặt được các cái thiết bị này thì bệnh viện sẽ đủ trang thiết bị để phục vụ cho nhu cầu của bệnh nhân. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, cho đến nay các quy trình đấu giá, thủ tục mua sắm cũng đang được lãnh đạo bệnh viện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện. Dự kiến đến quý 3 năm nay, thiết bị mua mới sẽ có để phục vụ cho người bệnh. Còn từ nay cho đến đó, ngoài duy trì hợp đồng chụp MRI với bệnh viện quốc tế, bệnh viện còn ký thêm gói hợp đồng với bệnh viện đa khoa Cửa Đông với công nghệ tiên tiến hơn để giảm bớt thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành làm cái quy trình đấu thầu để mà mua sắm các trang thiết bị. Tiếp theo trong đó có một cái máy MRI 3.0 Tesla và một cái máy 1.5 Tesla. Đấy, và hy vọng trong thời gian tới chẳng hạn thì bệnh viện sẽ có đầy đủ các cái trang thiết bị chẳng hạn để phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị người bệnh. Như vậy có thể nói về cơ bản thì những khó khăn về máy móc thiết bị tại hai cơ sở y tế khám chữa bệnh công lớn nhất của tỉnh Nghệ An và một số đơn vị khác thì đã dần được tháo gỡ. Tuy nhiên về lâu dài thì ngành y tế các địa phương vẫn rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị liên quan. Đặc biệt là Bộ Y tế cần có một thông tư hướng dẫn mới thay thế cho thông tư số 14 đã hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc.